Hi, xin thân ái kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay là một ngày đẹp trời tại quê hương Kim Bình, Chiêm Hóa. Đây là thôn Bó Củng của xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa. Sở dĩ chúng tôi có mặt tại đây là đây là một cái chuyến điền dã tham quan thực tế của trại sáng tác văn học nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang mở rộng. Có các tỉnh tham gia như Yên Bái, Lạng Sơn rồi một số tỉnh nữa. Vâng, các anh bảo là liên hiệp các cái hội văn học nghệ thuật của toàn quốc. Vâng, các anh lý sự lắm quá. Tôi nói như thế nào thì cũng đúng, nhưng mà các anh ấy vẫn lý sự. Xin nói lại với quý vị và các bạn và giới thiệu với quý vị và các bạn, đây là khu di tích lịch sử Kim Bình. Đây là cái nơi mà Đại hội 2 của Đảng toàn quốc đã tổ chức đại hội tại đây. Chính vì thế đây là một cái địa chỉ đỏ nổi tiếng của quê hương Chiêm Hóa, Tuyên Quang. Sau đây thì tôi sẽ ghi lại một chút hình ảnh của đoàn điền dã chúng tôi. Vâng, mọi người chú ý nhé. Em cứ đi đi để chị chụp. Các anh các chị đang chụp ảnh check in. Đấy. Phía trên kia là bia. Anh cho hỏi anh đến từ hội văn học của tỉnh Bắc Cạn. À vâng, tỉnh Bắc Cạn. Đó. Cũng như là tôi đã giới thiệu thì là có các tỉnh về đây. Đó. Đây là ban quản lý khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Bình. Đấy. Tuyên Quang thì có hai cái địa chỉ đỏ, có nghĩa là Kim Bình và Tân Trào đều là di tích quốc gia đặc biệt. Đó. Trước mặt chúng ta là nghệ sĩ Hữu Dực. Anh có rất nhiều tác phẩm nổi tiếng. Xin chào anh ạ. Đây, còn một số các chị đang cao hứng tại khu cầu thang của ban quản lý. Vâng. Không có nước đâu Hương ơi. Các chị đang check in. Vâng. Vâng. Hàng ơi, hàng giỏi xếp, xếp ngồi này cho đẹp đi chị, không thích ngồi đâu. Đấy. Bên phải của em thôi. Thường thì hai cái chân hơi khép vào nhau đi chị đấy. Cùng tên với mình. Đấy. Vâng. Các hội viên của chúng ta đang check in. Rồi, không cần đâu chị. Đẹp kính tối lắm. Đẹp xinh à. Đấy, chị nhìn em nha. Xinh quá. Rồi. Chị em anh xin được kiểu nào. Sao tất cả mấy chị em mình đứng ngồi ngồi với em, chị ngồi với em, chị ngồi với em. Đây là đồng chí Thèn Hương. Em ngồi lên trên một bậc. Vâng, em đây anh. Phó chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang. Đoàn đang ở Kim Bình rồi ạ, và tham quan Kim Bình xong thì sẽ lên ủy ban huyện mời cơm. Mời cơm xong. Chín bậc núi rừng, chín bậc nghiêng nghiêng. Tuổi ấu thơ ta lên lên ở đó. Cây muỗng xanh, bộ quần chín đỏ. Mời đón mẹ về. Oh, rất vui. Già rồi. Rất vui. Nào, mời chị xuống cho em một cái bánh kiểu. Thế mới vui. Nào, cười nào. Cười lên đi. Rồi.
À, còn đây là chủ nhà, khu ban quản lý. Đây, muốn chụp cầu thang thì sang bên này. Sang bên này chụp mới đẹp bên này. Ánh sáng. Anh à, anh ở tỉnh nào nhỉ? Cao Bằng. Anh ở Cao Bằng à? Vâng. Vâng. Quê hương Bác Bó Cao Bằng, vâng, vâng. Nơi mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt bước chân đầu tiên từ quốc tế trở về. Trở về. Anh đến từ đâu? À, anh đến từ Bắc Giang. Bắc Giang à? Tỉnh Bắc Giang. Bắc Giang, Bắc Giang. Vâng, Bắc Giang. Quay rất là đẹp. Hôm qua quay cái chương trình khai mạc rất đẹp. Vâng, vâng. Bắc Giang em cũng nhiều chiến hữu Bắc Giang lắm. À, bên này sáng hơn. Đây này nó che tối này. Em cũng không đồng ý với em. Có cái đấy. Cái đấy mình có biết một bài rất dài. Để nói về vấn đề đấy là thì là con gái của ông lên TV có đính chính lại là sao mới kêu là đây là theo cơ của 5 triệu người. Từ bấy đến giờ là có ai về đó cứ chính bậc của ăn kiến không? Đấy. Ăn kiến à? Ở đây chính giỏi chụp lắm. Đây chính chụp. Chị đây là báo. Ừ. Chơi. Không không. Mình lại không phải chụp đâu. Ông xã làm nghệ sĩ nhiếp ảnh rồi, chuyên là ông chụp làm cảnh. Vui quá, chào em Khanh nhá. Vâng ạ, chào Khanh chị. Ơi là Khanh. Chào chị, quá. Chào chị. Vâng. Ừ, chào em nhá. Vâng. Hèn hương. Gái mặc áo xanh này. Chị cho em đứng đứng cạnh nhà Hèn Hương cái. Cô cháu em là đi đâu phải có nhau. À. Rồi, quá đẹp rồi. Vâng, đây là một hoạt động trải nghiệm điền dã tại địa chỉ đỏ Kim Bình. Đây là một trong những hoạt động trải nghiệm bên cối xay. Ngày xưa đồng bào đã xay thóc bằng cái cối như thế này, xay thóc xay ngô các kiểu bằng cái rất đẹp nhỉ, cái bản sắc của dân tộc vùng cao. Tức là ở trên rất là sạch sẽ và dưới là xay lúa ngô. Xay lúa ngô. Và cái hoạt động của bà con ở đây rất là trong lành sạch sẽ, nó rất là tuyệt vời. Đến mà tham quan cũng rất là cho em một kiểu mới. Rồi, ok. Nhiều kiểu chứ không phải một đâu nhé. Nhiều kiểu em ạ, đẹp thì em cứ chụp lấy để đi. Rất là mọi người đang làm trải nghiệm đấy. Sai đi. Áo này của em đúng không? Của em chị ạ. Anh quay em kỹ thế. Quay kỹ cơ. Xinh đẹp thì anh phải quay thôi. Làm nào được. Không thì nó phí cả phim ảnh đi chứ. Tóm lại là quay em là sẽ có nhiều mắt xem. Ờ. Đấy, anh mới có nhiều view chứ. Vâng, đây là quang cảnh bên ngoài. Anh đến từ tỉnh nào nhỉ? À, tôi đến từ tỉnh Bắc Cạn. À, Bắc Cạn. À, vâng vâng, em cảm ơn anh. Còn anh đây là Cao Bằng. Cao Bằng. Vâng. Vâng. Cao Bằng. Vâng. Anh Lương Thủy, nhạc sĩ Lương Thủy, nguyên là trưởng đoàn nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang. Vâng, thì anh đã chuyển về Hà Nội công tác tại Cục Nghệ thuật Biểu diễn. Và bây giờ thì anh cũng đã nghỉ chế độ. Và trong chuyến đi này anh cũng rất vui là có anh tham gia cùng cái trại sáng tác lần này. Anh Thủy chào khán giả đây. Vâng, chào tất cả. Vâng ạ. Bà con Tuyên Quang. Vâng ạ, xin chào anh. Người Tuyên Quang thôi. Vâng, anh Thủy người Tuyên Quang. Nhạc sĩ Lương Thủy nhá. Vâng. Nhạc sĩ Lương Thủy thì có sáng tác tương đối nhiều ca khúc, trong đó có ca khúc Tuyên Quang Thành phố Mến Yêu. Mọi người nhá, Tuyên Quang Thành phố Mến Yêu chính là ca khúc của nhạc sĩ Lương Thủy mà vừa xuất hiện trước màn hình. Vâng, bây giờ chúng ta lên bia. Đây là một cái bia, xem bia này ghi khắc gì. Vâng, cái bia này khu di tích lịch sử Kim Bình, trước đây là
Vinh Quang, xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Tại đây đã diễn ra nhiều sự kiện lịch sử quan trọng của cách mạng Việt Nam. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 2 của Đảng Cộng sản Đông Dương họp từ ngày 11 đến ngày 19 tháng 2 năm 1951. Tại đại hội hoàn thiện đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, quyết định đổi tên đảng thành Đảng Lao động Việt Nam, thông qua chính cương điều lệ sửa đổi của đảng, bầu ban chấp hành trung ương mới, đồng chí Hồ Chí Minh được bầu làm chủ tịch đảng, đồng chí Trường Chinh được bầu làm tổng bí thư đảng. Đại hội thống nhất mặt trận Việt Minh Liên Việt thành mặt trận Liên Hiệp Quốc Dân Việt Nam, gọi tắt là mặt trận Liên Việt, họp từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 3 năm 1951. Đại hội nhất trí đoàn kết các đảng phái, các đoàn thể và mọi cá nhân yêu nước để cùng nhau thực hiện nhiệm vụ kháng chiến kiến quốc, xây dựng chế độ dân chủ nhân dân và góp phần đấu tranh bảo vệ hòa bình thế giới. Đại hội suy tôn cụ Hồ Chí Minh làm chủ tịch danh dự của mặt trận và bầu cụ Tôn Đức Thắng làm chủ tịch. Hội nghị Liên minh Nhân dân ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia họp ngày 11 tháng 3 năm 1951 quyết định thành lập khối Liên minh Nhân dân ba nước nhằm đoàn kết đấu tranh giành độc lập dân tộc, góp phần bảo vệ hòa bình thế giới. Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất họp ngày 1 tháng 5 năm 1952, đại hội tuyên dương 7 anh hùng. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, đây là cái bia đá nói tóm tắt lên cái khu di tích lịch sử Kim Bình này. Và đây chính là cái đường lên cái hội trường mà đã của đảng đã họp đã đại hội 2 tại khu trên đỉnh này. Thì đây đường lên nó vào khoảng độ 200 m. Đây thì cảnh rất là đẹp. Đây là một cái rừng cọ của thôn Bó Cùng, có những cây cổ thụ cũng có, và bây giờ thì nó trở thành rừng đặc dụng đó. Và có lẽ là sơ sơ thì tôi sẽ kết thúc cái clip này ở đây, và lát nữa thì có thể chúng tôi sẽ lên thực tế tại tham quan cái khu lán, khu nhà gọi là đại hội 2 của đảng. Còn bây giờ thì xin tạm thời kết thúc clip ở đây. Xin thân ái kính chào quý vị và các bạn.